Xin chào tất cả các bạn, thì như đã nói thì trong tuần này mình cố gắng là ra cái clip review về Autodesk Revit phiên bản 2025 mới ra mắt ở trong những ngày gần đây. Thì với cái phiên bản Revit 2025 này thì khi ra mắt thì nó có rất là nhiều cái tính năng update thú vị. Tuy nhiên là để cho nó ngắn gọn và súc tích thì mình chỉ review ở trên cái góc nhìn là một người chuyên làm về hồ sơ kiến trúc nội thất triển khai bằng Revit nha các bạn. Còn những công cụ liên quan đến những cái lĩnh vực khác thì mình sẽ không có review ở trong cái clip này. Đồng thời trong cái clip này có những cái đánh giá của cá nhân mình về những cái tiện ích của những công cụ. Hy vọng các bạn xem, nếu như các bạn đồng tình hay là có góp ý gì thêm thì các bạn hãy comment ở bên dưới cái video cho mình để mình biết và cập nhật đến với cộng đồng nha. Thì trước khi đi vào nội dung chính thì mình cũng xin phép giới thiệu đó là mình có cái trang thông tin để tổng hợp những cái khóa học và những bộ video về liên quan đến Revit ở trên kênh của mình và các cái chế độ khác nhau. Nếu như các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể lên trên cái link này mình để dưới phần mô tả của clip để có thể có những cập nhật mới nhất về các khóa học và các bộ video liên quan đến kênh mình nha. Và bây giờ chúng ta đi vào trong cái nội dung chính. Thì trong những cái tính năng update của Revit 2025 thì thực ra mà nói có một cái tính năng mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái tính năng về cái giao diện tối của Revit này, tức là cái trong cái phần option này. Thì trong cái giao diện tối của Revit thì trong những bản update gần đây nhất thì nó đã có cung cấp cho chúng ta là cái giao diện cái phần panel và những phần công cụ nó màu tối như này, và đồng thời nó lại có thêm một cái đó là khi mà chuyển sang giao diện tối thì cái phần khung bản vẽ chúng ta vẫn là cái giao diện sáng line như này. Thì như vậy thì khi chúng ta quan sát những cái mô hình màu nó sẽ tốt hơn. Thì thực ra cái này nó không phải là 2025 mới có, mà từ cái phiên bản update 2024.2 nó đã có rồi. Tuy nhiên là lúc mà update 2024.2 thì mình chưa có làm clip update các tính năng, cho nên là mình tiện 2025 thì mình giới thiệu luôn nha các bạn. Nếu như các bạn nào đang dùng 2024, các bạn update lên phiên bản mới nhất thì đã có cái kiểu giao diện như này rồi. Đó là cái mình rất là ưng ý đối với lại 2024.2 và 2025. Đi vào những cái tính năng mình muốn review thì đầu tiên đó là cái tính năng về điều chỉnh cái phần wrap tường, tức là cái phần cái lớp tô hoàn thiện ở cái đầu tường đó các bạn. Thì đối với lại cái phần này, đối với Revit 2025 thì nâng cấp lên cho chúng ta thêm một cái nút công cụ, đó là cái nút công cụ tùy chọn ở đây. Nếu như cái đầu này các bạn muốn wrap, tức là muốn tô bọc đầu tường hoàn thiện, thì các bạn có thể là kích vào cái dấu này, tức là nó có cái ký hiệu này cho chúng ta, thì chúng ta có thể là đảo cái câu chuyện là có tô đầu tường hay không tô đầu tường. Nhưng mà để kích hoạt được cái nút này lên đó, thì trong cái phần Edit Type của cái loại tường của bạn, các bạn sẽ phải kích hoạt cái chế độ là Wrapping Add End, một là Exterior hay là Interior lên thì chúng ta mới có cái nút này ở bên đầu nha. Còn nếu như mọi người mà để ở cái dạng là nên, tức là không có kích hoạt này lên, thì cái bức tường của chúng ta nó sẽ không có cái nút đó để cho các bạn có thể là bấm là khi cần thiết. Đó là cái đầu tiên mình muốn review với các bạn, là cái nút Wrap ở trong cái tường. Cái thứ hai mình muốn review với các bạn đó là từ nói chung cái này là cái xu hướng của Revit, Revit 2024 đến bây giờ Revit 2025 thì hầu hết các cái tính năng nâng cấp của nó thì nổi trội nhất vào những cái tính năng liên quan đến cái vấn đề xử lý các cái nền hiện trạng của công trình. Thì cái tính năng lần này nâng cấp đó là có khả năng là bắt điểm trong không gian XYZ, tức là chúng ta như này, chúng ta có một cái mô hình. Chúng ta có một cái topo solid là một cái địa hình như này, và chúng ta có một cái bề mặt floor như thế này, và bây giờ chúng ta muốn xử lý cái topo solid này đi theo cái floor này thì chúng ta sẽ chọn cái topo solid này và chúng ta sẽ dùng là add point xong thì mọi người có thể kích hoạt cái shape editing và kích hoạt cái chế độ là snap to editor point and line. Đồng thời chúng ta sẽ dùng có đây cái tính năng mới nha, snap XYZ, và sau khi có snap XYZ rồi thì chúng ta có thể thêm những cái điểm này bằng cách là mọi người bắt điểm trực tiếp vào trong không gian 3D như này đó, và chúng ta sẽ rất là nhanh, chúng ta sẽ tạo ra được những cái điểm liên quan đến những cái chỗ mà chúng ta muốn bắt như này, và cái địa hình của mọi người sẽ chính xác hơn là khi mà mọi người chỉnh bằng tạo điểm xong rồi chỉnh thông số di chuyển như mặt bằng rồi di chuyển thông số chiều cao như là các cái phiên bản trước nhé. Thì đây là cái chế độ mà Snap XYZ hoạt động ở trong môi trường Turbo Solid để chúng ta có thể là bắt được những cái điểm này ở trong cái không gian 3 chiều nó tốt hơn. Thì đó là cái tính năng số 2 mình muốn review với mọi người. Cái tính năng thứ ba đó là cái Auto Join and Lock Wall. Thì cái đây cũng là một cái tính năng mình đánh giá là thú vị và có lợi cho mọi người khi mọi người triển khai bằng Revit. Tức là khi chúng ta vẽ tường ở trong Revit thì nó có hai cái kiểu vẽ,
kiểu vẽ thứ nhất là mọi người sẽ triển khai hết tất cả những cái lớp của cấu tạo của tường ở trong một cái bức tường chúng ta vẽ tới. Và cái kiểu thứ hai đó là các bạn vẽ theo kiểu phân đoạn ra, rồi vẽ tường phần thô xong rồi vẽ tường phần hoàn thiện. Thì cái thao tác mà theo kiểu mà vẽ phần thô xong vẽ phần hoàn thiện, tức là chúng ta sẽ có hai lớp tường nó áp vào nhau như thế này, thì đòi hỏi các bạn vẽ xong các bạn là phải align khóa lại, rồi sau đó thì các bạn soi hai cái lại với nhau thì rất là tốn công. Thì bây giờ ở trong Revit nó sẽ làm nhanh hơn cho các bạn, tức là chúng ta sẽ vẽ cái tường đầu tiên, đó là cái phần ví dụ như tường phần thô như thế này đó, và chúng ta sẽ vẽ từ tầng 1 lên đến tầng 2 đó, chúng ta sẽ có một cái tường ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ tiếp một cái tường nữa. Bây giờ cái lớp hoàn thiện thì mọi người có thể chọn lấy một lớp hoàn thiện bất kỳ. Ví dụ như đây mình chọn cái lớp Interior 114 version. Sau đó thì ở trên này nó có một cái công cụ mới, đó là Auto Soil and Lock. Chúng ta sẽ chọn vào cái này và chúng ta vẽ tiếp từ đây qua đây. Như vậy thì sau khi vẽ xong cái lớp này vào thì hai cái tường này nó sẽ choi với nhau và nó lock lại với nhau, nó có cái khóa này, và khi mọi người di chuyển một cái thì nó sẽ có cái thứ hai. Và đặc biệt đó là khi chúng ta đưa cái phần vẽ cái cửa vào thì chúng ta sẽ có được là cái cửa này nó tự động nó cắt hai cái tường này luôn, vì tại vì hai cái này nó choi thành một rồi. Thì đó, đây là một cái tính năng mà mình đánh giá là nó nâng cao hiệu quả, hiệu suất, tốc độ làm việc của anh em đối với Revit này rất là nhiều nha. Thì đó là cái tính năng số 3. Tính năng số 4, số 4 đó là cái tính năng là nâng cấp cái mullion profile của cái tường của cái curtain wall lên. Thì đây cũng là một cái tính năng thú vị, nhưng mà ở dưới góc độ mà triển khai hồ sơ bản vẽ thì chắc là những anh em mà làm chuyên về phần vách kính này kia thì sẽ rất là thích, còn những anh em mà nếu chỉ triển khai hồ sơ kiến trúc theo kiểu thông thường thôi thì cũng chưa quan tâm lắm. Nhưng mà đây là một cái cải tiến mình cũng đánh giá là rất là tốt. Đó là bây giờ cái profile của cái mullion này thì bình thường ở trong những phiên bản trước thì chúng ta chỉ có thể là để profile dạng đặc thôi, chứ không thể profile dạng rỗng được. Thì chúng ta muốn làm cái nhôm này dày bao nhiêu này kia thì chúng ta sẽ không có làm được. Thì đối với Revit 2025 thì cho phép là nó nhận trong cái mullion này, nó nhận cái profile kính profile của cái mullion này ở cái dạng là nó có độ dày. Tức là bây giờ nếu như mọi người dựng cái profile thì chúng ta có thể dựng dùng những cái profile như thế này. Chúng ta có thể dùng những, đây là một cái profile mình mở sẵn của Revit nha. Đây là một profile mà nó có vành ngoài và nó có vành trong, tức là chúng ta sẽ có hai cái vòng khép kín như này để tạo nên độ dày của cái thanh nhôm. Và sau khi chúng ta load vào trong cái dự án của chúng ta thì ví dụ như ở đây mình sẽ thay đổi một cái thanh này, ví dụ một cái thanh này, và mình sẽ edit type, mình duplicate lên và mình sẽ thay cái profile của nó sang cái profile HSS square profile này. Ok, thì mọi người có thể thấy là lúc này cái thanh mullion của chúng ta này nó có cái độ rỗng nhất định và nó có độ dày của cái thanh như thế này nhá. Thì đây là một cái cải tiến về cái việc nâng cấp, chúng ta có thể sử dụng cái profile dạng nhiều cái tiết diện mà khép kín tạo thành cái độ dày và độ rỗng của cái thanh mullion ở trong Revit. Đó là cái mình tính năng thứ tư mình review với mọi người. Cái tính năng thứ năm thì đây là một cái sự trở lại của Building Pass ở trong Revit 2024. Thì người ta bỏ cái Building Pass đi, bây giờ Revit 2025 nó quay trở lại, nhưng mà quay trở lại với một cái thứ mà mình rất thấy rất là hay. Cái này thì những anh em mà chuyên làm về nền móng công trình thì rất là thích, đó là thêm cái Excavate này. Tức là sao, bây giờ ở trong cái nền của chúng ta có một cái nền như này và chúng ta sẽ có một cái bề mặt floor như này. Thì bây giờ nếu như mà mọi người có thể là chọn cái nền này và chúng ta sẽ chọn cái công cụ là Excavate. Ở trong này nó nâng cấp thêm công cụ Excavate ở đây. Và chúng ta sẽ chọn vào cái bề mặt của cái floor này. Thì lúc này cái địa hình chúng ta sẽ được cắt khoét theo cái floor này. Và ví dụ như chúng ta thay đổi cái cao độ của cái floor này, ví dụ như xuống 500 thì nó sẽ ngâm xuống như này. Nhưng mà cái hay nhất đó là cái câu chuyện bây giờ khi chúng ta chọn vào cái floor này thì ở trong cái phần thông số property floor của nó có một cái thông số mới xuất hiện ở đây, đó là excavation volume from topo, đó là cái lượng đất mà được đào đi khỏi cái địa hình này. Nó thống kê ra ví dụ như với cái vị trí này của floor thì cái lượng đất mà chúng ta đào đi là 15,677 mét khối. Đó là cái và đã nâng cấp và rất là đáng kể. Và đây là cái mà những anh em chuyên làm mà bốc khối lượng về đào đất rồi đắp đất rồi về địa hình về nền móng thì rất là thích. Và đồng thời là cái công cụ, thêm một cái
cập nhật nho nhỏ nữa là cái modify là cái sáp opening này nó có thể có tác động lên đến cái topo solid nhá, có thể tác động lên nền đất, có thể cắt quét vào nền đất, cũng có thể là đục xuyên luôn như thế này. Thì cái này cũng là một cái mới xuất hiện ở trong Revit 2025. Đến tính năng thứ sáu, đó là một cái tính năng nó làm tăng tốc độ trình bày bản vẽ của các bạn lên rất là nhanh, đó là cái tính năng align test và tag, tức là thao tác cụ thể thì sẽ như sau. Chúng ta có rất là nhiều trong quá trình chúng ta làm, chúng ta có rất là nhiều ghi chú và có rất là nhiều cái tag mà chúng ta móc nó ra cái này và nó tương đối lộn xộn này, và chúng ta nếu như những phiên bản cũ thì chúng ta sẽ phải đi và chúng ta điều chỉnh từng 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 cái một vị trí cho nó thẳng với nhau. Còn bây giờ chúng ta chỉ việc là chọn hết những cái đống này, và khi mà mọi người chọn cái này xong ấy, thì nó sẽ có xuất hiện ở trên này một bộ công cụ mới là align những cái này. Ví dụ mọi người muốn align theo bên trái, không đây, và mọi người muốn align theo bên phải, thì tùy mọi người nhé, ở lại trái, ở lại phải, ở lại giữa. Mọi người muốn cân cho ba dòng này nó đều nhau, tức là khoảng cách giữa ba bốn ông này nó đều nhau thì dùng cái này. Thì đây là những cái công cụ mới xuất hiện ở đây. Thực sự mà nói thì cái này rất là giá trị nha mọi người. Cái này mà mọi người làm triển khai hồ sơ bản vẽ thì mọi người có cả chục cả trăm cái test, cái tag cần align, chỉ cần bấm một cái nút là xong, rất là tiện dụng. Cái tính năng thứ bảy cũng mới xuất hiện ở trong Revit 2025, đó là cái tính năng Sheet Collection. Thực ra thì anh em mà sử dụng Revit 2024 trở về trước thì chúng ta khi mà tổ chức cây thư mục ở trong cái bản vẽ, cái phần sheet của chúng ta, thì chúng ta thường tạo thêm cái tham biến là Project Parameter để có thể là tổ chức theo như chúng ta mong muốn, ví dụ như bộ môn kiến trúc, kết cấu, điện nước, mỗi cái một thư mục riêng. Còn bây giờ thì Revit cho chúng ta luôn cái gọi là kích chuột phải, chúng ta sẽ chọn là New Sheet Collection để chúng ta có thể là sắp tạo được những cái collection mới. Và cái collection này thực ra thì nó cũng là một cái tham biến mà nó gài sẵn ở trong cái phần sheet như thế này. Đây chúng ta có sheet collection nha. Do vậy thì những cái sheet nào mà mọi người muốn đưa vào trong cái collection nào thì mọi người chỉ việc là đổi cái sheet collection của nó sang ví dụ collection 2. Và cái tên của collection này thì chúng ta cũng có thể là rename cái tên của collection được. Vì vậy thì đây là một cái mà tính năng cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì cái này đối với lại anh em thì nó chỉ là một cái tính năng nâng cấp nhỏ nhỏ thôi, thì vì nếu như không có cái sheet collection này thì chúng ta trước giờ chúng ta cũng làm bằng cái project parameter cũng ok rồi. Cái tính năng thứ 8 đó là cũng là cái tính năng cuối cùng mình review ở trong cái Revit 2025 này, đó là cái option 3, tức là cái thanh mà thêm những cái option trong quá trình thực hiện công cụ nó đã được bỏ đi và nó thay bằng cái hệ thống là những cái nút để chúng ta có thể kích chọn. Ví dụ như khi mọi người vẽ cái tường thì bây giờ cái chúng ta vẽ cái tường hoặc là chúng ta điều chỉnh, xin lỗi mọi người, ví dụ chúng ta điều chọn một cái công cụ ở đây đi. Nếu chúng ta chọn một cái tường như thế này thì những cái thông tin option này được đổi sang những cái nút thao tác ở trên này cho chúng ta. Hoặc là chúng ta chọn, ví dụ như chúng ta chọn một cái đối tượng bất kỳ, ví dụ chúng ta chọn đối tượng này và chúng ta bấm cái công cụ là scale chẳng hạn, thì trước đây chúng ta có thể là tìm cái việc là scale theo số hay là scale theo cái kiểu là hình ảnh chúng ta tự kích chọn, thì bây giờ hai cái đó nó sẽ nằm ở trên này nha. Cho nên khi nào mà mọi người không thấy những cái tùy chọn mọi người thường làm ở bên dưới cái option bar này thì mọi người nhớ tìm lên trên này, tại vì nó sẽ được biến thành những cái nút và kèm theo những cái graphic về các cái icon này để tiện sử dụng. Thì đó là những cái đánh giá và những cái review nhanh của mình về cái phiên bản Revit 2025 đứng dưới góc nhìn là những công cụ mà chúng ta hay sử dụng trong quá trình chúng ta triển khai mô hình kiến trúc nội thất bằng Revit. Thì trong những tính năng này tổng kết lại thì mình thấy thứ nhất là cái wrap này, cái thứ hai là cái building path excavate này, cái thứ ba là auto join này, lock wall, và cái thứ tư là cái align test stack này. Đây là bốn cái tính năng trong tổng số 8 cái tính năng mình review cho các bạn. Đây là mình đánh giá rất là cao vì nó sẽ tăng cái tốc độ chúng ta triển khai bản vẽ lên rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta có cái giao diện tối này, và còn một cái điểm nhỏ nhỏ nữa đó là đối với lại cái thuật toán xử lý hình ảnh 3D 3 chiều ở trong Revit thì có cảm giác như Revit 2025 nó xử lý hình ảnh mượt mà, nó làm cho thao tác ở trong file, nhất là những cái file nặng ấy, nó nhẹ nhàng hơn so với Revit 2024 khá là nhiều. Thì cái này nó là cái cảm nhận chủ quan của mình thôi, còn cái này thì chắc cần phải kiểm chứng thêm về cái độ mượt cũng như là độ nhẹ nhàng của Revit 2025 so với lại phiên bản Revit 2024 về cái tính năng trình bày các cái view 3D và các cái hiển thị trong 3D này kia nhá. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip sau. Nếu như các bạn có yêu cầu gì muốn trao đổi thêm thì chúng ta có thể là trao đổi dưới phần comment hoặc các kênh liên lạc của mình. Rất là hoan nghênh các bạn trao đổi thêm ý kiến và chia sẻ clip của mình đến với cộng đồng nha.
Xin chào và hẹn gặp lại.